Chào các bạn đã đến với kênh Anh Thợ Điện Gia Trai nữa nghe các bạn. Các bạn, tôi hôm nay là tôi chia sẻ về sửa cái bếp ga mini mà bật nó không cháy với bị hư cái điếu lửa này. Thì hiện giờ thì khách đem lại sửa. Tôi chia sẻ cách sửa như thế nào hết các bạn. Nếu mà các bạn thấy kênh của tôi hay dụ hữu ích, các bạn đăng ký like, đăng ký kênh giúp tôi nha. Đây, đầu tiên này tôi hướng dẫn các bạn cách để mà thử cái bếp ga của người ta. Đây, các bạn để chai ga vô, bật là không cháy nha các bạn. Rồi dưới nó bị cháy gỗ. Đây, để đồ ra. Giờ mình cái bếp này gồm có, bây giờ mình thử thì thấy cái đường ga nó ra bình thường mà bật nó không cháy, dưới nó cháy cái ổ. Vậy là mình lãnh người ta là mình cháy cái ổ rồi các bạn. Dưới hơi IC bật không có lửa thì mình lãnh người ta là mình thay cái điếu lửa này, điếu mới với con IC mới nha. Rồi giờ tôi tiến hành để mà thay các bạn theo dõi để mà chia sẻ nha các bạn. Đầu tiên thì tôi gã ra. Rồi lấy chai ga ra. Thì đầu tiên là mình dặn mình lấy cái mặt nạ này ra, không cần thiết lấy mặt nạ ấy cái nút ra đâu, mình chỉ lấy mặt nạ ra thôi. Các bạn dặn con ốc khóa bên hông cái nắp này, nó khóa rồi cái mặt nạ lại. Rồi mình dỡ ra. IC gãy chân nè. Các bạn xài lâu ngày thì cái bếp các bạn nó sẽ bị hư IC, với nhiệt độ nóng quá nó chảy cái mấy cái đầu dây này nè, thì mình thay mới. Lâu ngày thì ta xài lâu ngày thì nó cũng có bụi hơi, mình lãnh thay người ta mình cũng phải vệ sinh chút chỉnh nha các bạn. Rồi giờ tiến hành mình gã cái điếu ra, dặn cái điếu ra bằng mình thay. Mấy cái chỗ mấy con ốc này bị sét á các bạn, lấy ra khó lắm. Lấy ra không được thì các bạn cứ kiếm cái kìm cắt nào đó hay okay, là cái gì đó, rồi các bạn cứ bấm vô rồi các bạn xoay mạnh rồi. Nó ra kìm cắt mới được nha các bạn, chứ mà còn cái kìm thường thường là các bạn mở không ra mấy ngóc này đâu khi nó sét. Cái này là kìm kìm nghĩa địa dặn nó dễ ra hơn mấy cái kìm mấy cái kìm chợ. Mình kìm chợ mình bóc ốc vô, bấm vô mấy con ốc máy trơn à. Giờ tôi chia sẻ cho các bạn biết nha, tại vì thường thường cái bếp mini mà Namilut đó nó bị hư cái ổ này á, là các bạn không biết rồi các bạn bán bỏ hay bán phế liệu. Thì nếu mà các bạn biết đó, thì các bạn cứ thay kêu thợ thay điếu mới xài. Tại vì đa số là nó cái chỗ mà tiếp xúc với lửa này nè, mình nấu lâu ngày á nó sẽ bị phù. Thì ở dưới đây á nó không có hư.
ướp của mình dưới đây nó bằng cái dĩ inox, nó không có hư, nó không có xước, không nghỉ, chỉ hư cái này thôi. Thì các bạn cứ bỏ một ít tiền ra, các bạn mướn thợ thay vô cái mới như thế này là các bạn có, các bạn xài bình thường, cũng như là mình bỏ một ít tiền ra mình mua cái món đồ mới mình xài, là chỉ riêng biệt cái này mình hư thôi, còn mình giữ là cái bếp đỡ đỡ tốn tiền một khoản. Bây giờ mình tiến hành thay nha các bạn. Trong cái điếu mới nó bán nó có cái lỗ này. Đó, mình bắn đây phá lại. Với cái điếu mới các bạn mua về á, thì cái này nó úp vô hơi chịch, thì các bạn cứ sửa cho ngay lại, đặng lát mình đưa vô đây đặng mình nhận rồi. Đây. Rồi bây giờ mình gắn vô cái mặt dưới đó nha các bạn. Các bạn dặn lại cái này nè, các bạn chỉ dùng con vít, mà con vít bắn nè, con vít này nó bắn phá toàn luôn, thành thử ra mình dặn mình bắn xuống nó, nếu không có cây súng này thì các bạn cứ dặn vít tay cũng bình thường. Rồi, tôi dặn vít tay cho các bạn coi, thì mình dặn xuống vẫn vẫn ăn nha các bạn. Con vít này nó hay có cái là mình dặn đồ nó xuống mấy cái chỗ mà lỗ mà nó nhỏ, nó phá nó càng cứng hơn, nó bắt vô nó cứng hơn. Thế là xong một cái điếu. Cái đầu này lâu ngày mình nấu nó hơi bị ten á, các bạn lấy kìm bóp hơi hơi nó cái vô cái nó bay bụi ra. Rồi bây giờ tiến hành mình thay con IC nha các bạn. Các bạn cứ mua con IC mới, với cái này là nếu mà tiệm mới gần á, thì nhà các bạn biết cái chỗ bán á, thì các bạn tự mua về các bạn thay. Đó. Lấy ra sau mình thay vô vậy mình xài. Nó có cái hai cái bấu nằm ở chỗ này nè, các bạn cứ nhét này vô trước rồi đè lại là nó ngay à. Rồi mình dặn con vít lại. Rồi cái nút cũ nè, cái nút của nó nè. Mình nắm tay ra giờ mình gõ vậy. Rồi giờ mình test thử coi nó lên không, thấy nè, lên nè các bạn ơi. Rồi giờ các bạn chú ý ha, bây giờ tôi chỉ cho các bạn một cái như thế này. Cái bếp mình xài lâu ngày á, là các bạn để cái chai ga vô gì, các bạn kéo lên đè bật xuống, đè xuống gì thì lâu ngày á, thì cái càng là tăng đưa này nè, cái dàn xi này nè, nó sẽ bị quát. Thì khi bị quát á, nó đè vô cái tiếp xúc ga nó không có được đẩy vô hết của nó, thì nó sẽ gây ra là phật cháy nổ đó. Thì các bạn thì cứ bẻ lại chút xíu, đây bẻ cong lại chút xíu cho nó, khi mình gài xuống rồi nó ăn sát vô. Rồi các bạn chú ý nha, ngay chỗ cái họng này nè,
cái họng mà để cái chai ga, đút đầu ga vô nè các bạn, nếu mà có dầu nhớt gì đó bạn cứ cho vô một miếng để cho nó cái gon của mình đó nó nở ra, thì cứ vô vị bình thường thì mình cứ đặt chai ga vô thì mình bật nó không có, nó nở gon ra là nó không có bị xì bậy phật bậy. Đây tôi test cho các bạn coi nha. Đây nè, bây giờ mình bật chai ga, gài chai ga vô nè. À, giờ mình thử coi có phật gì không nha các bạn. Đây. Các bạn coi nha. Nè, hoàn toàn là không có phật nha. Bởi vì mình vô chút xíu dầu là nó an toàn. Bây giờ mình test cái bếp coi mình thay như thế nào nha các bạn. Nhớ khi các bạn gài chai ga vô, các bạn cứ gài cho nó ngay cái kẽ nó. Chứ nhiều khi mình sơ ý cái mình nấu cái bắt đầu mình bật lên đó, mình không có dở ra, mình coi khi mình gài chai ga vô á là nó không có ngay, mình gài vô là nó bị lệch một bên là nó sẽ dễ bị phật cháy nổ. Ga là không có dẫn chơi với nó được. Bây giờ mình test thử nha các bạn. Nè các bạn coi nè, thế là hoàn thành nha các bạn. Đây. Vậy là hoàn chỉnh nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy kênh của anh thợ gia trai mà coi hướng dẫn anh em mình chia sẻ với nhau đó là có hữu ích và bổ ích, thì các bạn cứ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh nhiều nhiều lên nha các bạn, động viên cho tôi có tinh thần tôi làm clip thêm để cho phát triển nhiều. Cảm ơn nha các bạn.